Mình xin chào các bạn đang xem kênh của mình ha, Sở Cát Hòa Lộc Channel ha. Thì hôm nay là chính thức của xoài mùa đó các bạn ơi, là nó lên hột đó ha các bạn. Nè các bạn nhìn nè, đó, bữa nay nó lên hột đó. Thì một bông á, thì nó đậu cũng được 4-5 trái, 3-4 trái. Trái thì mình thấy màu sắc là đẹp đó, cũng ít bị bệnh đó. Bữa nay xả nhị hết rồi, lên hột hết rồi. Cái này là vô, cái này là xoài mùa nè. Đó, các bạn nhìn nè. Thì ở mình ở đây thì mình chỉ có xài là hôm bữa mình có chia sẻ với các bạn đó, là mình chỉ có xài là thuốc bệnh với lại thuốc sâu với cộng thêm cái thằng canxi để xịt ha, chứ mình không có xài mấy cái thằng vi lượng ha. Mình bỏ mấy thằng vi lượng, phân bón lá bo rồi mình bỏ hết. Đợt trước mình cũng có xài cái vi lượng là rong biển đó, mình thấy nó cũng được thôi. Đợt này mình bỏ luôn để mình thử coi cái hiệu quả nó làm sao ha. Nè các bạn nhìn nè, bông thì nó cũng được 2 trái nè. Đó, cái bông này nè cũng được 2 trái đó, cũng bóng lưỡng nè, cũng được rồi. Mùa này thì thấy ít bọ chỉ á, nè, cũng có vết bọ chỉ cạp nhưng mà ít lắm. Nè các bạn nhìn nè, này vết này là vết bọ chỉ cạp nè ha. Cái camera của mình nó mờ quá. Nè, đó cái vết này là vết bọ chỉ cạp nè. Này cũng bóng lưỡng nè. Được ha. Mùa này đậu vậy là thấy cũng có lý đó các bạn ơi. Quan trọng là không biết có giá hay không. Bữa giờ thì xoài nó đang sụp hoài. Gần Tết mà sụp hoài các bạn ơi. Này nó vô hộp nè. Đó, nhỏ 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 nè. Trên đây nè. Này cái trái bữa mình bao lại. Để mình mở ra cho các bạn coi ha. Thì mình nói với các bạn luôn là cái vấn đề mà thường thường nó bị nứt trái xoài á, trái xoài vậy nè, cái nó bị nứt khi mà nó to đó, cái nó bị nứt ra một đường. Thì cái trường hợp mà bị nứt này á, thì các bạn để ý giùm mình ha. Thứ nhất là thí dụ như bạn nào mà cái lúc mang bông á có bổ sung được cái thằng canxi á thì mình bổ sung ha, tại vì thường do nứt là do bị thiếu canxi. Rồi khi mà mình bón phân á thì cái đầu vụ đó thì mình cũng phải có cái phân mà phức hợp ha, phân mà phân gọi là hỗn hợp đó, mà có TE ở trong á để bổ sung chung vi lượng sẵn cho nó đi. Thì đến lúc mà mình khi mà mình làm bông á thì có thể mình là không có xài bo cũng được, mà mình có xài bo canxi cũng được. Hoặc là khi giai đoạn trái này nè thì các bạn phun, khi mà phun á thì mình kết hợp thêm thằng canxi ha. Canxi này á, là cái canxi mà dạng phun á nha, chứ không phải là cái canxi ở trong vôi. Mình phun lên thì nó bổ sung canxi cho trái, cho lá, thì nó sẽ truyền vô trái hết, thì nó xảy ra ít ra xảy ra cái tình trạng là bị nứt trái ha. Rồi có một cái nữa là thí dụ như bạn nào mà không làm được vậy á thì vào đầu mùa mưa mình cứ canh là gần tới đầu mùa mưa thì mình bón là bón vôi ha. Bón vôi là mình rải xung quanh gốc.
đó, mình rải xung quanh gốc đều gốc hết. Rồi xong rồi bắt đầu là mình tưới nước ha. Nhưng mà khi mà các bạn bón vôi như vậy rồi á, mình tưới nước á, thì khoảng chừng 2 tuần sau thì mình hẳn bón những cái loại phân khác ha. Chứ nếu mà mình bón chung thì không có được, nó sẽ bị hư phân á. Rồi hôm nay mình chia sẻ với các bạn là nhiêu đó ha, là cái xoài mùa nó đậu trái với lại cái tình trạng bị nứt trái ha. Rồi mình cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn nào xem kênh của mình thì đăng ký cho mình một cái ha, để mình có động lực mình làm thêm nhiều cái clip để mà chia sẻ những cái bệnh hoặc là những cái triệu chứng của thằng xoài nè, trong cái nghề làm xoài nè. Nghề làm xoài cực lắm các bạn ơi. Giờ này tối hù mà mình còn ở trong đồng. Rồi, mình cảm ơn các bạn đã xem kênh ha. Bye bye. Tạm biệt các bạn.